Nghe mọi ông giao thông cũng bạch. Ông biết đi được bên này đi được sang làn chèn dạch chèn bắt, nếu mình phải sang bên kia trước thôi thì đi được. Bên đấy nó có mấy giây đấy, chỉ có 8-9 giây đi thôi, mình không nhanh là phải đợi còn lâu hơn, đợi phải 7 mấy giây cơ. Bên này dừng tí như đi ngay giờ. Chịu vừa tín hiệu quá thế này thì lang trắng thì phạt hết. Vâng, người lạ đi quen rồi chứ, ngoan biển nó đói lắm ạ. Cái tháng đưa thế mà nó nhận thấy lòng thế đấy nhỉ. Vâng, không nó giúp xe thì giữ làm sao được. Vâng, xe của mình có giấy tờ đàng hoàng, rửa qua tao quên không mang giấy tờ thôi, tại em gọi em nó mang ra ngay thì sao giữ xe mình vậy. Không có giữ giấy tờ không giữ được chứ, mình có lỗi gì, lỗi vượt cái đèn vàng thì ai hiểu gì đâu. Cái đèn vàng nó ghè thế đấy nhá, mình xin được cháu gọi điện phát được ngay nhưng mà mình không muốn phiền nghe vì lỗi nó nhỏ, nó bao nhiêu cũng ở 150 rồi, có 100 thì mình lấy sạng nước là ngon rồi. Thế là không có phạt ra kìa, không 100 đi bác, 100 là xong. Thế thì không, nó ăn ngoài luôn, nó sướng quá. Thằng này đi bộ lao quá, quá bộ lao. Xe đến nơi rồi thì vượt kết mặt. Ngang bướm. Mẹ nhìn thấy tô phải cháy xa vờn trước mặt cái tô. Quá liều. Đời nhiều khi luôn người lắm nó ngang ngang trái. Mà đi về Phú Xuyên nhá thì có nói cho bác đi về đấy mấy nào ạ. Không thì đấy bác đang nói tức là không khác như về là để mà làm ấy đấy. Vâng vâng, việc làm dưới sườn ấy. Vâng, thì gọi bác về ấy nhỉ. Vâng, tất nhiên bác cho cái xem hôm nay ở đây thế nó được rồi, nhất trí. Vâng, nhưng bác muốn xem không khác như kiểu đây cái bàn cái ghế của bác làm bác cũng không muốn mừng ở chỗ đó. Vâng, thích làm rồi.